Vâng, tỷ số là 6-1 dành cho Đỗ Công Luận. Rất một chiều, trận solo phù khá ấn tượng. Thế nhưng mà về tới Chelsea thì điều đó chưa chắc đúng, khi mà huấn luyện viên không có đủ cái uy lực. Ông này mà muốn có uy lực thì phải dùng Catchon Pawan. Ông cứ dùng cái loại vớ va vớ vẩn thì không ăn thua. Vâng, Greg này. Greg và bên kia là tỷ số đang là 5-1. Quá trong vánh và nhanh. Vâng, 1 tiếng 10 phút cơ, ông đánh được 6 trận. 70 phút đánh 6 trận. Trung bình là quá tàu nhanh đấy. Vâng, ông soi quân như thế thì tôi cũng chắc thần kinh mất. Vâng, solo Greg. Ái chà. Đúng là khi chân mệnh thiên tử giải đấu đây rồi. Ông Luận này cũng chân mệnh thiên tử đấy. Đến lúc mình cầm Greg rồi mà đội bạn cũng cầm Greg. Chịu. Em đoạn này được à? Được bác ạ. Em đoạn này tôi biết được từ ngày xưa rồi. Tôi biết em đoạn này được từ thời thời năm ngoái. Đánh tốt nhỉ. Nhưng mà so mấy cái giải này là chất lượng bạn này, bạn chấn tay đẹp nhất. Sau đó đến sự lòng ngoằng của Hoàng Hữu Long, tức Long Hà Nam. Long thì đang theo học trường báo chí, khoa báo nhà. Đánh đế chế thì non nhưng mà lại rất hay được vô địch. Đấy, thế mới tài như vậy. Vâng, bài này thì đánh cái gì nhỉ? Thôi cứ dân mới phù thôi, rừng không quan trọng. Rừng là vàng, biển là bạc, cái trận này rừng không quan trọng lắm. Quan trọng cứ ép đời xong. Bú hai bãi vàng mà đập dân công phù. Chơi phù mới dân thôi. Làm kèo hai cu Luận à? Khoai cho Luận này quá. Sợ bạn Luận này gặp bạn Luận kia thì cóng, không xúc được. Trong Luận kia nó cũng gà thôi, nhưng mà anh em gặp nó lại tự nhiên toàn hóa thành thóc để cho nó mổ thôi. Vâng, chưa đến xe tới anh em ạ, chắc khoảng 15 phút nữa xe mới tới cơ, nên là anh em cũng xin phép cho tôi tí tôi mất khoảng 10 phút cố gắng nhanh nhất. Thực ra là cố gắng nhanh nhất không dám hứa, nhưng mà chắc tôi cũng đoán dự kiến là khoảng 10 phút để chuyển đồ xuống xe, tại vì nó có cái máy giặt. Mẹ, một cái tủ bê hơi nặng. Bình tĩnh nhờ.
Vội gì? Để thực ra thôi được rồi, bo vàng cho chắc được, bo bãi vàng đầu cho chắc được. Cứ cẩn thận. 2K1 thấy bảo dạo này đang đi bưng bê ở trên 3 rồi bác ơi. Thấy bảo đang làm ở trên 3 gì, trên hàng bài ấy. Giờ này chắc bắt đầu đang chuẩn bị lên đèn lên phố, chắc đang cơm nước dần rồi. Vâng, ép gỗ rất tốt. Nhưng thực thì đến mùa quýt thì mới có thể lên được đời. Cái gì đấy, kích cái gì đấy à, bố? Bố lại còn cộng thêm một dân nữa. Ép chuẩn thật anh em ạ. Ngáo ngơ thật. Đóng nhà điều kiện xong kích đời như đúng rồi khi mà có 577 thực. Vâng, lại đi đá thêm 7 hiệu. Ông ép đời thế này có chết tôi không? Ông ép đời thế này không khác gì là giết người. Bên kia chắc là bị kiểu luận để đánh cho phủ đầu rồi. Đánh cho phủ đầu luôn. Vâng, làm 2P đi công P luôn. Tình huống ép đời hơi thiếu tập trung. Vâng, bên kia cũng đang đóng 2P. Thế trận này tôi phải đi mới là chuẩn. Kệ cho hai ông đánh solo phù mấy dân với nhau. Vâng, hay đấy. Tình huống xây e luôn vào bãi vàng của đối phương, bịt hai đầu luôn. Bịt luôn đầu bên kia đi em. Bịt luôn đầu bên kia. Khá khéo nhỉ, ông luận này đánh khéo phết. Đập luôn nổ hai nhà phù nó mới chất chơi chứ. Đập nổ luôn hai nhà phù nó mới thể hiện được cái độ cá tính của mình chứ. Đóng A. Bên kia không ăn vàng à? Ơ kìa. Dừng hình, ơ kìa. Một tình huống hơi giật. À cũng mang dần ra chơi. Phù mình đâu rồi? Phù đi hơi lâu. Không được. Như vậy là không phù được con chém của đối phương. Đập luôn. Đen đi, hợp lý. Quyết định là all in luôn. Thay vì cái việc là ra ruộng để mà có thể vâng ra khoảng 5 cái ruộng để mà có thể có được một dân đều, bạn ấy all in dân luôn. À, ai thua trận này xuống gặp cháu Long bác bố Su ấy. Ai thua trận này xuống gặp cháu Long. Thôi cứ đổi một phù lấy một dân thôi. Tầm này điều quan trọng nhất là đổi một phù lấy một dân. Cứ vậy thôi. Vâng, tình huống lại ô đi tiếp. Thằng này rất nhỏ. Xây e chèn vào vàng á. Xây e nhốt dân vàng của họ luôn. Xây e nhốt vàng của họ luôn. Cho họ biết thế nào là lễ hội luôn. Đang có một dân, còn đống dân hiêu kìa. Còn đống dân hiêu quên hay sao kìa.
đang còn đống dân Hiêu quên đấy. Anh em nhìn thấy không? Cái bé ăn Hiêu hướng lên góc 7 giờ kìa. Tham này là 28, ra được 3 ruộng. Tham lai thì nó không to. Tôi nghĩ rằng đây là một trận thi đấu mà bạn Luận đang đánh tương đối tốt với thế trận công phu. Kiểu bạn ấy xác định luôn từ đầu và bạn đánh quyết đoán. Điều quan trọng là cái tư duy chiến thuật của bạn nó được định hình luôn từ khi vào trận đấu. Sau đó bác triển khai, bạn ấy triển khai khá là chuẩn mực. Làm thêm cái P thứ 3, thể hiện độ ngông của mình. Đánh tốt đấy, bạn trời đánh rất tốt đấy. 4 ruộng, rồi tốt rồi, có cái ruộng thứ 5 thì tuyệt sờ vời. 5 ruộng thì chúng ta đủ một dân đều. Vừa nở được tham phù, vừa nở được tham dân. Khi mà đang ăn hai bãi vàng rồi thì phù thoải mái chơi. 3 nhà P, full công nghệ. Trong khi đó thì ở nhà ra thêm một dân nữa thì cái số lượng dân mình mang đến đây bị chết đi hay bị phù đi cũng sẽ được bù đắp lại. Tham này sẽ càng đánh càng tăng tham chứ sẽ không giảm tham nữa. Lát cái nhở. Như vậy là vừa nói xong 4 cái ruộng thì 4 cái ruộng đang bị quản. Đập tiếp. Vâng, phù là rất khó chịu. Lập đạo được biết các kiểu của đại hiểu. Vâng, như vậy là làm thêm được một con chém nữa của đối phương. Dân đi công là khá ít máu nhỉ. Luận giao thông phải để ý em ơi. Dân em đi công đang ít máu lắm. Vâng, như vậy là chết rất nhiều dân khi họ cũng mang dân ra để một phang. Họ mang ra phang bãi vàng mình đang ăn ở nhà của họ luôn. Vâng, ăn thêm bãi vàng nữa ở nhà mình. Phù đi em ơi. Phù dân ruộng của họ kìa. Thôi phù thẳng dân vàng cũng được. 6-1 được hay không? Tỷ số của một set tennis. Yes. Vâng, tỷ số là 6-1 dành cho Đỗ Công Luận. Rất một chiều, trận solo phù khá ấn tượng. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 8 trong giải đấu AOE Căng Tin mùa thứ 4. Và đây là trận chung kết của nhánh trên.